Hello, kênh Chat Đá Ra, chúng ta đến với lại SMB tập thứ 17. Ủa phải không ta? Tôi cũng quên nữa. Nhưng mà tôi tìm được một cái máy farm đây. Có Ozin không? Để tôi nói chuyện Ozin nhé. Ozin ơi. Ozin. Ủa nào đứng đằng sau này sao không thấy gì? Ủa? Có mình tôi đây à? Đậu xanh. Nôm na là tôi tìm được máy farm này, lúc nãy nó có Ozin đứng ở đây. Từ đây. Mà theo như gọi là nói chuyện Ozin thì tôi biết á. Đây là máy farm của Cari. Đậu phộng chưa? Thôi, tôi farm ké thôi, ngon lành rồi. Đỡ sau này tốn kinh nghiệm. Tôi cũng sẽ không phá gì đâu. Với lại mối quan hệ giữa Sakura Kingdom ấy với lại bên thị trấn Hòa Bình cũng đang rất là hòa nhã. Gọi là mình mượn mình farm thôi, mình vô tình mình thấy các bạn ơi. Phải như thế. Nhưng mà trong tập này nếu mà có máy farm rồi thì tôi đang dự định á là sẽ xây gọi là chế tạo một cái hệ thống gọi là hàng trăm cái bộ giáp các bạn ơi. Bộ giáp Netherite để mình thay gọi là thay cho những cái đồng đội tụi tôi. Sau này mà đi đánh nhau hư ấy, thì còn các cái dùng. Rồi chỉ cần chắc là mình chỉ cần làm thêm khoảng bây giờ mình đang có 70 thành viên đúng không? Thì mình làm cho mỗi thành viên 5 bộ giáp. Ủa, mình đang có 7 thành viên thì làm cho mỗi thành viên 7 bộ 5 bộ giáp. Thì 7 x 5 chúng ta sẽ cần 35 bộ. 35 bộ mà chúng ta mỗi bộ thì sẽ cần 4 for Netherite. Thì 35 x 4 thì chúng ta sẽ có được 140 for Netherite. Ok, 140 cũng được. Chắc chút xíu tôi phải cần có một chuyến đi mua. Đúng rồi, phải đi mua Funerai khá là nhiều ấy. À quên, các bạn thấy thiếu thiếu đúng không? Tôi tắt tiếng sinh vật ác ấy. Không nghe mấy khứa này. Bảo sao. Thôi, chút xíu tôi sẽ qua đây farm sau. Bây giờ tôi sẽ ghi nhớ tọa độ nha. Tôi biết được tọa độ ở đây rồi. Trong đây thì có khá nhiều đồ này. Có đồ nào xịn tôi gom tôi lấy được không? Ôi, lời nguyên năng bột tôi cũng ngon. Lấy để mà mình bắt một cái người nào đó thì mình bắt cóc á, mình bắt người ta phải đeo cái lời nguyền nào bột vô. Còn nghe thế nào? Nghe ai không? Về tới đầu làng, con cho nó sủa nó dậy đuôi rộn ràng. Ok, chúng ta về tới đây rồi. Vô thôi, hình như tôi không có ngủ trên cái giường đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta sẽ spawn nó ngay cái điểm ban đầu, đằng sau nguyên cái con này luôn. Hiện tại thì mọi người cũng không đông lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm gặp một vài người để mà hỏi xem coi về cái số lượng Netherite. Căn cứ của tôi anh Bon đã xây được xương xương rồi. Em chào hello, anh Cadet. Bon. Ui. Xin chào Cadet. Ui anh xây bằng gỗ tím liệm. Ngon. Gỗ này để đỡ bị đốt nhà em ơi. Ủa gỗ này không đốt được hả anh? Đốt thử đi. Em thử nha. Không được. Không được đỉnh thật. Vợ mới gỗ biết mình nghe đời mà sao đốt. Em chơi bao nhiêu lâu rồi mới biết á. Thật sự là nấp quá đi á. Anh Bon ơi, em có một cái mới phát hiện rất là hay anh Bon ơi. Đâu. Ê khoan. Nãy anh mới thấy cua râu lãng vãng ở đây. Lãng vãng hả? Coi chừng bị nghe anh có ơi. Có bí mật không? Có bí mật không? Cái này cũng hơi bí mật một nửa. Thôi kệ đi cứ nói đi anh ơi. Ok. Thì em vừa dạo ở bên DN á. Em phát hiện là có mấy farm enderman sẵn luôn rồi. Cái đó là của bên thị trấn Hòa Bình. Đó bây giờ mình cứ tận dụng ở đó cũng được anh ơi. Thì mình đang có mối quan hệ tốt bên đó. Kiểu Ozin cũng thấy em rồi, Ozin cũng bình thường cho nên không sao anh ơi. Và em dự định á, mình có máy farm rồi thì bây giờ mình sẽ làm một hệ thống khoảng mỗi thành viên có 7 thành viên. Mỗi thành viên sẽ làm bộ giáp thì mình sẽ gồm 35 bộ giáp Netherite. Chi dữ vậy? Làm thêm 25 bộ lượng hả? Đúng rồi anh. Kiểu như là làm càng nhiều càng tốt để mà sau này các thành viên của em á, của mình á, kiểu mà đánh có bị hư hay bị đánh chiếm ấy, về nhà là có giáp thay liền luôn. Ok, anh hiểu rồi. 35 cái cánh. Dạ, cho nên là em đang đi tìm 140 phôi. 140 phone này right. Bây giờ anh Bon có dư phone nào không? Em muốn mua. Đây, mua cái gì mà mua? Dạ sao? Anh Bon hiểu ý mình cái quá. Gì mà mua. Nè, lấy đi, lấy hết đi. Trời ơi, anh Bon tuyệt vời. Ozin ơi, dừng xe. Trời ơi, đâu mà anh kêu hoài vậy? Hiện tại ấy, anh đang có một dự án nên cần khá là nhiều phone này right. Anh đang đi mua ấy, em có bán không? Bán cho anh đi. Em còn em đưa cho anh kia ra hết rồi. À hết rồi hả? Tiếc quá vậy. Vậy thôi, dạ, em vâng. Sẽ đi kiếm người khác đi mua. Mà đang đi đâu đó? Dạ em đang kiếm Harris nè. Còn cái máy farm Enderman đó thì anh farm chung nha. Bên anh farm chung á. Ok. Tình hình là Kisa, ồ lộn. Tình hình là Ozin cũng không có luôn. Giờ tôi phải đi hỏi thêm. Tôi cũng mới hỏi chị Yuki, cũng không có. Nói chung tôi sẽ hỏi hết tất cả những cái người đang on. Đó, ai có tôi mua, còn không có thì tôi sẽ dạng làm đi mai. Đơn giản thôi. Thuốc súng có nhiều mà. Anh đang hỏi mua một số lượng Netherite. Anh cần dự án cho team của anh. Bây giờ em có bán cho anh không? Em không có. Không có con nào luôn.
Không có luôn. Ờ kia dây, bên team mình á, em đang cần Elra nhiều á, em có nhiều đồ anh hết đi. Em à, em anh Bon mới đưa cho anh rồi. Ê, đưa đồ. Ê, đồ tôi thiệt à, ra thì ông Bi ông lụm xong rồi, lụm hết trơn rồi. Với qua cho ông mượn. Dự án này quan trọng á, cứ đưa hết cho anh. Em có nhiều đó đó. Hai phôi hả? Này là được, hôm qua em dạy Noel cho em á. Ờ đúng rồi, anh có nhớ. Vì hiện tại thì anh nó có được khoảng mới có 6 phôi thôi. Thì phải cần tới 120 cái gì? 130 34 phôi nữa. Anh cần nhiều vậy? Anh là đang định làm cho mỗi thành viên team mình 7 thành viên đúng không? Mỗi thành viên là 5 bộ giáp này rồi. Cho nên là anh đang đi kiếm tìm. Để em đi đào này rồi phụ anh cho được. Càng nhiều càng tốt. Ok. Càng nhiều càng tốt. Ok. Team mình là phải lớn mạnh, tại vì sắp tới là khả năng cao là team mình có khi là 1-5 luôn đó. Tại vì mình sắp có cái trứng mà. Đúng rồi. Ồ, thằng em có. Thấy ai chỗ nào? Thấy ai chỗ nào kìa. Đây là một người. Chắc không phải đang đánh nhau luôn nhỉ. Đây là một người khá là xa lạ. Đâu có đâu. Tôi là phe hòa bình thôi mà. Không có đánh nhau, không có đánh nhau. Cậu này đang dắt tôi đi tham quan. Không có đánh nhau cậu ơi. Không có đánh nhau. Cậu ở trong đó đi cậu ơi, cậu đừng có ra. Thôi đi. Khoan. Cậu ơi, hiện tại là giới thiệu với lại cậu thì bên chúng tôi là bên Vương Triều Sakura gọi là đang đi tìm gọi là thu mua một số lượng lớn hack gọi là Netherite để mà làm mấy cái dự án cần thiết ấy. Không biết là cậu có số lượng Netherite không? Chúng tôi đang mua số lượng gọi là giá cả cũng phải chăng. Thế là xui rồi, mình mới vô được mấy con người nữa rồi. Ờ nhờ. Thì mới vô mới được cái bộ giáp. Cư dân mới mà quên nữa. Làm gì, sao mà có dư được. Mới đi xin được bộ giáp về. Thôi được rồi, hẹn cậu sau nhé. Mà hiện tại là mới vô, không biết là cậu có thuộc phe nhóm nào chưa nhờ. Chưa có. À. Mới gặp kiểu ba đứa là một con bò sữa lại hai đứa khác là nó dụ vô hội gì đấy. À. Hội gì? Trong thế giới này bây giờ dụ tùm lum hết á. Vì quân đài phải gọi là kỹ lưỡng lên, bảo vệ bản thân lên. Tôi muốn giới thiệu vị quân đài. Tôi. Đây. Vương Triều Sakura Kingdom. Đó. Nhìn nam tính thật. Nam tính thật anh à. Chúng tôi rất mạnh mẽ. Cho nên đó, vị sư huynh mà bị bên ăn hiếp của nó chúng tôi sẽ kêu đúng bên rồi. Đó đừng đánh chúng tôi. Các vị sư huynh cứ xuống đây đi, chúng tôi không làm gì các vị sư huynh đâu. Đúng rồi. Mấy anh thân thiện hả? Rồi. Là viên em biết mà. Mọi người xuống hết chưa? Rồi. Đóng lại. Ôi. Đóng gì vậy? À thì tôi bạn tôi sợ mũi mà. Bạn chỉ chính trị thôi, bạn chỉ chính trị thôi. Thì giới thiệu vị sư huynh. Hiện tại trong cái SMB này đang chia thành 6 phe phái. Hiện tại chúng tôi là Sakura Kingdom. Phía bên kia là hướng gì ta? Hướng Nam là có thị trấn Hòa Bình. Về hướng hướng này hướng West là hướng Tây là có gọi là giáo phái Cá Nóc là 3 đúng không? Bên hướng Nam cũng có thêm gọi là Team Ăn Mày. Đó, là 4 phe phái. Và bên hướng gọi là hướng này là hướng Đông thì có một cái phe tên là Hội Hồng Kỳ. Đó, và còn một phe cuối cùng nữa, đó chính là nằm ở hướng Bắc đây, chính là biệt đội gọi là Ghostwing. Và tình hình chính trị đang khá là căng, cho nên là vị huynh đài có thể cân nhắc nha, và chọn một phe phái để mà có thể ẩn náu nha. Vậy là mới vô là bắt buộc là phải vào một phe đúng không? Nếu rồi. Không thì sau này vị sư huynh ra ngoài đường ấy, thì dễ bị người ta xin xỏ lấy ngón tay. Được, cẩn thận ngón tay đó. Đúng rồi. Sẵn tiện đây, muốn giới thiệu với sư huynh đây là tên tôi là... Ôi cái này khó quá. Thì giới thiệu về sư huynh luôn. Đây là đồng phục chúng tôi. Đúng rồi. Đồng phục này đẹp này. Chúng tôi gọi là biệt đội Blackpink. Anh đi rồi sư huynh à. Sẵn ở đây chúng ta có hai vị khách. Đại sư để lấy chai dầu ăn đã. Em cũng đã từng có đồ này nhưng mà em chưa mặc. À, tôi mời nước vị sư huynh này, tôi uống nước vị sư huynh. Nước đó gà, tôi mới múc cái dưới địa lên. Nói chung là vị sư huynh hãy cố gắng cẩn thận nha. Phải cẩn thận nhiều. Tôi thì cũng gọi là có một chút quà mọn. Một chút quà mọn thôi. Mà nếu mà vị sư huynh mà không dùng á thì chả khác nào vị sư huynh đang xem thường tụi tôi. Lúc đó tụi tôi buộc phải ra tay rồi. Bây giờ uống đi. Tôi tặng thì vị sư huynh phải dùng liền cho chúng tôi nha vị sư huynh. Uống dài nãy mới cho. Đây. Tôi tặng thì vị sư huynh là phải dùng bằng được mọi giá nha.
anh thì hơn đó, chứ lúc em muốn cái này khó quá vậy. Thôi tôi chỉ gọi là giỡn với lại vị sư huynh thôi, vị sư huynh trả lời tôi đi. Cái lời nguyền ràng buộc này là để chúng tôi gọi là tra khảo những cái người sau này mà người ta là sai với lại bên tôi đó. Ê, có khi nào giữ lại được không, để kiểu có gì tôi dụ thằng nào đó vô tôi bắn vào cái chân đó. Đúng đây. Vị sư huynh cứ giữ đi, tại tôi cũng có cái này nhiều ấy. Ồ, có nhiều luôn sao? Để... thì cái sợi dây chuyền trên cổ vị sư huynh là không biết là vàng vàng 4 số 9 là vàng gì ấy nhỉ? Quen đi. Hồi đó là kiểu kiểu chủ nó cột vô xong tôi giật ra tôi chạy. À. Vị sư huynh cũng khéo lấy quá nhỉ. Nó không phải là vòng vàng đâu, dây buộc buộc bò. Thì thấy vị sư huynh là cũng không nguy hiểm gì nên thôi chúng tôi cũng sẽ mở cái lối cho vị sư huynh có thể đi được, nếu không thì lại nguy hiểm quá. Tại vì dưới đây theo như là gọi là khảo sát thì như khoảng là 300-400 mạng đó bị mất ở dưới đây rồi vị sư huynh à. Ôi. Không sao đâu. Bé mở lại đi để kiểu rồi đừng đi anh ơi, em cũng đi. Rồi các vị sư huynh em tới đây để em ngắm ai mà. Ủa sao tới om vậy? Thì theo như cái lần trước mà anh qua đây á thì có vẻ anh có nhiều phone nào right, mà hiện tại chúng em đang cần tới 140 phôi lận. Bây giờ anh có bao nhiêu phôi, anh cho tụi em mua đi. Bây giờ mua đi, còn cái lãi kim cương á, nếu mà anh bán cho em á, cái lãi em có thể bỏ qua bộ bên cho anh luôn, chỉ cần trả gốc cho em thôi là được. Còn nếu mà nhiều quá mà anh đưa cho em không á, thì có thể tụi em sẽ mượn ngược lại anh luôn đấy. Bây giờ như thế này đi à, có nhà. Hả? Ngón. Cơ hội để một con nợ trở thành ơi, Ken, chủ Ken nợ. Ơi, Ken. Rương người ta mà cứ tái máy qua vậy Ken, vậy Ken. Đánh người này đang tính là ăn trộm ăn cắp vậy đây. Lại thêm khách rồi, sao khách tới có vẻ hơi nhiều nhờ, chút xíu xử vị này sao, mọi người cứ giữ vị này lại giúp Red nha. Ok. Vị này quan trọng hơn vị kia. Như các vị là chưa có giấy tờ để ghi nợ đúng không? Đây tôi có. Ôi trời ơi. Rồi tôi đọc luôn nha. Các vị cần hả? Các vị sao cần biết... sao lúc nào buổi xuân thì cũng chuẩn bị sẵn giấy nợ lẹ. Có sẵn hết rồi. Lần trước cũng vậy đúng không anh à? Đây bây giờ em đọc nha. Mega SMB okay. Sổ ghi nợ bên vay nửa H bên cho vay .. ngày 04. Bên vay tự nguyện vay bên cho vay với số lên gần là 2 viên không lãi suất. Cho hạn 2 tháng 104 thì mình đã khởi nghiệp. Kết quả đâu đây với cho hạn nó hạn. Nôm na là bên đây cho mình vay. Nè Ryan nè. Nhưng mà có 2 viên thôi anh. Để tôi cuốn sách để tôi ghi lại cho. Đấy là cái nội dung nó là như thế. À, vậy là còn nhiều hơn à. Bây giờ tôi sẽ ghi ngược lại. Bên vay tức là Sakura. Đúng vậy. Wow. Và bên cho vay tức là NQS. Ngày hôm nay là ngày 07. Ghi nếu mà ghi cho rõ ràng thì bên nội dung tôi sẽ ghi là bên Sakura vay của NQS. Hôm nay là ngày Rondo. Đúng vậy, bên chúng tôi đang vay của bên anh. Nếu mà có nhiều nail right thì chúng tôi thật sự là cần đấy. Hay thực sự là ngày 7 đó. Hiện tại tôi đang có 43 mảnh vụn và 2 phôi nail right. Wow, vậy là 12 phôi. Được, tôi sẽ vay hết. Bây giờ ấy, 43 mảnh vụn thì cho tròn thành 44 luôn. 2 phôi nữa là cho thành 13 phôi. Ok, tổng cộng sẽ là 13 phôi. Vị huynh đài cứ ghi 13 đi. Ok. Ok. Vị huynh đài đang nợ bọn tôi một ít kim cương thì chắc là sẽ quy qua và trừ ha. Thế thôi đâu có được cái nào ra cái đấy. Đúng rồi, đây là hai số nợ khác nhau là phải trả qua trả lại đấy. Đâu phải bánh quy đâu mà bẻ ra mỗi người một nửa. Xin lỗi đi Ken. Xin lỗi chủ nợ mình đó, chủ nợ mình đó. À xin lỗi vì chủ nợ. Credit à, Ken giấu credit bấy lâu nay rồi. Ken đang có 6 phôi vàng. 6 phôi vàng. Ủa? Ủa nữa Ken có Netherite không? Hả? Ken có Netherite. Cái này là kế hoạch cho toàn bộ team á, anh Bon với lại Kizay đưa Red hết rồi. Hả? What? Ok đấy rồi, hiện tại Red đang thiếu vàng nữa không? Red qua đây một tí. Hả? Trong... ok từ nhưng ok, để chờ anh ghi sổ nợ thì Ken đưa Red này ra đi. Ủa? Wow, nhiều vậy. Hiện tại là Red đang âm mưu làm những cái bộ giáp cho chúng ta. Càng nhiều thì càng tốt. Ủa? Ken còn có 4 phôi. Ok được rồi Ken ơi. Vậy là Ken 4, Kizai 2, anh Bon chơi tốt, đây là 1. Red sẽ để ở đây hết. Quên đổi tay. À quên nữa. Snake ơi, ông có nail ride không? Tụi tôi muốn mua. Ông nhìn đầu tôi đi. Nhờ. Sao ông này lên voi xuống chó hoài luôn á anh à. Ủa chết nữa rồi hả? Trời luôn á. Có thực sự là thánh là top server không vậy? Sáng giờ chấm 2 lần mất 2 cái cánh. Trời ơi. Trời ơi.
Thôi tôi khuyên ông nên dùng pháo hoa một thôi. Mega SMB, sổ ghi nợ, bên vay Sakura, bên cho vay NQS. Ngày 07, Sakura vay của NQS 44 mảnh vụn và 2 phone drive không lãi suất. Wow. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 07, mục đích vay không biết. Đúng vậy. À, đây là giữ bí mật cho khách hàng. Đúng, hợp lý quá, làm ăn quá phải chăng? Đúng rồi. Lý cam luôn kết á, anh à. Bên vay sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung thỏa thuận trên. Nếu sai, bên vay chịu hoàn toàn trách nhiệm trước toàn dân thiên hạ và đền gấp 3 lần số lượng. Đồ. Ok, Xuân ơi. Wow. Hợp lý chưa? Khoan. Bên vay là mình á hả? Đúng rồi. Anh, mình vay á anh. Mình mà trả không đúng hạn là sẽ đền gấp 3 lần. Ủa, mà đúng okay. Khi nào mình trả rồi anh? Chưa có thời hạn, thời hạn là 2 tháng kể từ ngày 07. 2 tháng thì dễ, 2 tháng thì quá dễ. Đúng rồi. 2 tháng thì lúc đó okay. Chúng ta là hết S&P rồi. Chúng ta S&P rồi. 2 tháng là mấy bạn trẻ đi nhập học lại rồi. Đấy là tôi còn nhân nhận là chơi ngoài đời nhá. Còn chơi ngoài đời, chơi trong game thì chắc là sắp rồi đấy. Tối nay với tối mai là xong rồi đấy. Vị sư huynh đài okay. Này thật sự là tuyệt vời. Bây giờ vị sư huynh đài, thôi bây giờ anh Bon ký tên đi anh Bon. Rồi. Đẹp nào. Vị sư huynh đài bỏ vô đây, trong đây là có sẵn 8 phôi rồi đấy. Từ khúc này đây lớn nha, ok rồi. Năm món vô là mất cái ngón tay á. Ok rồi. Đã xong. Vị sư huynh bỏ ra đi, bỏ tay ra đi. Tôi bỏ tay ra rồi. Tất cả bỏ tay ra đi. Bỏ tay ra rồi. Tất cả có vẻ gọi là cầm cái tay hơi chắc nhờ nhưng mà. Rồi, Red sẽ để vô là Red đã nhận xong rồi. Ok. Như thỏa thuận lúc đầu thì cái lãi suất của tôi trước đó là sẽ không tính nữa đúng không? Chỉ cần tính gốc nữa thôi đúng không? Ok. Đúng vậy, vị sư huynh. Bây giờ cái 200 viên cương kia vị sư huynh không cần trả lại gì nữa. Vị sư huynh cứ đưa gốc cho tôi thôi. Tuyệt vời. Tại vì vị sư huynh cũng không lấy lại chúng tôi mà. Nhưng mà anh Bon à, anh coi cho em xin lại cái Ruinander được. Thực ra thì tôi cũng thích trả lãi lắm nhưng mà các vị nói thế thì thôi, tôi không trả nữa. Nếu mà vị sư huynh thích thì vị sư huynh cứ trả thoải mái. Ok, sau một hồi nói chuyện mượn nợ thì có vẻ là tụi tôi đã gọi là vay được cũng khá. Bây giờ chúng tôi sẽ bay qua máy farm của chị Yuki hay gì đó để sửa chữa đai giáp cái đã. Sửa xong rồi tôi sẽ tiếp tục đi mai. Bây giờ chúng tôi đã chia nhau rồi, mỗi người sẽ tìm khoảng 2 stack mình vừa có đại. Như vậy sẽ đủ số lượng. Nói chung cũng nhiều đấy, mà cũng thích thiệt. Ủa? Nãy tôi có điểm xấu không? Hình như là đâu có đâu, cái này có sẵn đúng không? Tại vì bình thường lúc mới qua thì ống máu nó sẽ chạy lên, còn này ống máu nó có sẵn rồi. Không phải tôi đâu, chắc chắn luôn á. Rồi, farm thôi, sửa đồ. Bên kia anh cũng nói chịu kỳ rồi, bây giờ chúng ta có thể farm đây miễn phí. Rồi không kỳ, không làm gì đâu. Oh my god. Đương nhiên rồi, anh mà nói thôi là mọi thứ giải quyết xong mà. Rồi, sửa chữa hết đồ đi. Rồi còn đi mai xuống dưới nữa. Chuyến này là cần tới 2 stack là phải đi rất là lâu đấy. Hy vọng là tôi sẽ tìm nhanh vỡ hả? Đúng, 2 stack là như là hỏi Hồng Kỳ có cái máy farm nữa để bay. Nói chung là hôm nay cố gắng được bao nhiêu ấy thì mình cứ làm bấy nhiêu thôi, tại vì cái này mình có thể làm trong vài ngày mà. Không nhất thiết là trong hôm nay là phải có được 2 stack đâu. Đúng vậy, phải đào thật nhiều. 140 mấy là làm được. Cũng chưa đủ cái beacon bằng Nerai nữa. Thấy phà rồi các bạn ơi, tôi đang nhắn tin với lại đông MC, cái tôi bay ngang qua báo thêm một cái đặc ray nữa rồi. Không được, mình là chủ một vương triều, mình phải tới, mình chịu trách nhiệm. Là ông đúng không? Tôi xin lỗi. Là ông đúng không? Tôi xin lỗi. Tìm được thủ phạm rồi. Thôi này, tôi đang nhắn với đông MC, hỏi đông MC ở đâu, bay ngang qua đây không để ý. Dính cái này luôn, bây giờ tôi tới đây chịu trách nhiệm nè. Trời chịu trách nhiệm gì? Tao là người chịu trách nhiệm này ba. Trời ơi. Em trai. Phải không vậy? Cái gì? Anh buồn em trai quá à. Hiện tại là anh đang thu mua một số lượng lớn Netherite để anh làm những cái bộ giáp. Em trai có không? Bán cho anh với. Ê, tao mới xin người ta. Ủa, cuộc xâm lược ở đâu vậy? Không có em trai. Em hết rồi. Em thấy bên này còn em còn mặt kim cương nữa. Tội nghiệp em trai của anh quá à. Thôi. Đúng rồi. Anh hôn cái nào. Mua. Rồi, coi như là... Đó, thấy chưa? Người ta tới vì vật chất thôi. Không, rồi. Anh chỉ hỏi thôi. Chứ anh cũng chả có ý gì. Ok, thôi được rồi. Đến lúc anh phải đi tìm... Gọi là... Thêm Nerai rồi. Tại vì anh đi xin ai cũng không có. Anh buồn thế giới này quá à. Em có pháo hoa không cho anh xin chứ? Cái đây gì đấy? Em còn có 15 cái. Ủa?
Thôi 15 cái giữ mà dùng đi, anh không lấy hết của em trai anh đâu. Trời ơi. Giữ mà dùng đi. Trời. Anh tốt mà đúng không em trai? Ừ. Đây. Khi nào cần thì em đưa đây ra nha, bây giờ em chưa có. Đây, anh cho em cái này nè. Sau này bị người ta dí em dùng nó mà chạy nghe chưa? Kỳ dây. Em trai của anh đó. Ôi. Ủa lộn. Anh ơi. Kên nhà, nhà mình có đầy, trả đi em. À, chỉ cần trả cái này thôi là anh em chúng ta phải đoạn tiệc đó. Căng nghe. Anh còn bán cái cuốn sách Rón Rén không? Rón Rén thì anh nhớ là anh còn một quyển á. Anh còn một quyển nè em trai. Có gì rồi? Sao? Cho em. Anh còn một quyển nè, nhưng mà đây em trai anh nó cho nhiều quá, anh phải cho nó kia dây rồi, để anh đi tìm cái khác cho kia dây sau nha. Trời. Đây. Giữ quyển đi, anh trai cho em đó. Ngon ngon ngon. Em cảm ơn. Anh trai chúng ta là anh em với nhau mà không cần cảm ơn đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ tìm Netherite phụ anh nha em trai. Ok 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 ok. Thằng này nó dụ người ta kìa trời ơi. Ai lấy rồi? Red lấy rồi. Đi mai thôi. Ok, tôi hiện tại vô tới Nether rồi. Bây giờ tôi chắc chắn bà con luôn. Chúng ta phải đi mai xa xa ra thì mới may mà có Nether được. Ở đây kiểu gì bị lấy hết rồi. Phải đi thật xa luôn. Bây giờ tôi phải chọn hướng nào đó mà nó clear chút xíu để bay cho nó dễ. Hướng này tôi chưa từng thấy ai bay nè. Nên tôi sẽ chọn bay hướng này. Nói chung bay xa vào. Các phải nghiền block á thì may ra là đi mai mới không gọi là bị ai phát hiện. Hoặc là cái chỗ đó chưa từng có người mai. Chỗ này đường nó phải trơn tru vậy, âm u đường vắng, particle tường trắng, ít gì đấy. Cũng có người hả? Ủa tôi bay qua cái chỗ gì mà toàn đá không? Ủa ok, tới khu vực này chắc là đi mai được ở đây rồi đó. Không ai phát hiện ở đâu. Tôi nghĩ tôi phải bỏ thêm vài tiếng để mà đi mai. Hy vọng là nhiều chút xíu. Nói chung là không quan trọng là trong tập hôm nay có liền đâu. Miễn là có là được. Gọi là mấy tập sau tôi cố gắng thôi là được. Không cần nhiều đâu. Cầm cái này trên tay cho nó sáng. Rồi xuống tầng 15 mà đi spam thôi. Lũ đạn xui vậy. Ở đây nó là một cái hồ. Tôi vẫn còn lạc ở trong một cái hồ. À đù các bạn. Tính ra đang đào xuống tầng 15 thì đã được một em đầu tiên. Đó, hai em. Như vậy thì nó có phải cute hơn không? Tôi sẽ để nó ở ô này. Đó. Mục tiêu là có cái ôi trời, 3 cục luôn hả? Bình thường nhiều nhất là chắc 3 cục rồi đó. Hên. 2000 years later. Em đủ KPI rồi anh ơi. Ơi, anh bận quá không có thời gian. À, bây giờ mới vô mà đào được thêm được mấy cục à? Có 15 mà. Trời ơi, các bạn ơi, tôi bận quá, tôi không có thời gian để mà tôi đi mai. Xu thiệt. Tôi phải apply tôi mới đi mai được nhiều. Vậy em được nhiêu rồi? Em có 34 thôi. 34 thôi. Đúng vậy. Ủa, đầu nhanh chứ hả? À mà cũng đúng các bạn, cũng gọi là mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi bận quá, tôi không có thời gian. Nhưng mà đồng đội tôi đã chạy KPI. Xỉu. What? Kisa có dư phone nào không? Đó. Hiện tại là team mình đang cần 140 foil để làm mỗi thành viên 5 em bộ giáp á. Dư 6 foil. Ừ, đưa hết cho anh. Mỗi thành viên sẽ có 5 bộ giáp. Ok là 40. Rồi, Kizay xong KPI nhá. Nhưng mà Kizay okay. Ơi, nếu mà được, em nhớ đi lấy thêm kim cương hay cái gì đó cho team. Quá nhiều rồi. Ừ, quá nhiều anh ơi. Em với Kisa nó dành rất là nhiều thời gian nhưng mà đi đâu mai đó. Cái gì chứ? Chú cơ. Không. Bao nhiêu stack cái kim cương? Một stack khối. Kỳ dây ơi. Mình có cấp gia tài mà anh. Em là một em trai thứ ba của anh Kỳ dây à? Sao không phải là em trai thứ nhất à? Em trai thứ nhất luôn, không phải thứ ba nữa. Đúng không anh Bon? Sao anh Bon im re vậy? Thôi anh Bon giống mình một mít lắm nè. Ủa, anh nói chuyện mình nãy giờ luôn á hả? Anh nói chuyện một mình nãy giờ hả? Nói chuyện đứa con. Quá. Kizay ơi, anh có thể lấy số lượng này không để anh dùng để anh nhân bản ra mấy cái mẫu rèn anh mới nâng cấp lên được. Có gì anh đưa, anh còn dư anh đưa lại cho em nha. Ok, trời ơi. Ây da, nặng tay thế. Ờ, áo đỏ. Ui, nhìn giống ông già Noel quá anh Bon nhờ. Ừ. Nhìn đó, cái mặt là thấy phúc hậu rồi. Đây. Hai đứa. Gương mặt phúc hậu. Hai đứa có giọng giống nhau, đều là em trai của anh cả. Đều là anh trai em trai của anh cả. Anh rất là yêu quý hai đứa.
Yeah. Ây da, nặng người quá. Nặng người. Trời, 2.5 stack. Đậu phộng. À, em còn viên đúng viên luôn á. Nhiều điên. Không, à, mấy đứa chát đi, mấy đứa chát đường thử nhiều không? Anh Bon coi thử đi anh Bon. Đây là gia tài của team mình anh Bon. What? đã. Tụi mình nỡ đường rồi. Đó, gia tài của team hả? Anh đây nè. Trời anh ơi. Anh đang thiếu cái nợ làm phản rồi. Em sẽ làm full giáp cho toàn bộ team mình luôn. Ui, cho em thêm cái đó. Ngon. Bây giờ phải nhân bản cái ủa, chết cha chưa? Ôi mọi người có dư cái mẫu rèn nâng cấp không vậy? Có, anh có nhiều lắm, anh có nhiều lắm. Hình như anh có đó. Trời hú hồn, cái đó không có chắc xỉu luôn á. Ờ, anh không có nhiều đó. Mọi người. Nó công đi mua lắm á. Xem cái bộ giàu có của em nè. Đâu? What? No! Cái gì đây? Cái gì đây? Ủa sao ai không nổi nhanh? Ai lút nhanh vậy? Ai lút nhanh vậy? Sao anh có nhiều quá vậy? Anh không có lấy, kia xá. Nhưng mà sao anh có nhiều dữ vậy? Kia xá lẹ tay. Em lấy mẹt lẹ lấy hết quá. Ôi. Ui nhiều vậy. Ơi. Để dành đánh nhau mọi kiểu người. Này là team mình đánh nhau không thua đâu thôi. Cứ để anh DN giữ mọi người đánh nhau anh DN phát cho tụi mình. Là hợp lý để luôn. Để DN giữ đi. Ê. Mình còn cái gì nữa ta? Cái gì nữa anh? Ê. Để coi. Còn em nghĩ là công năng nè. Em nghĩ là đấu vàng với Ender Pearl. Em tìm được cái tọa độ của em máy farm Enderman rồi, đọc cho mọi người nè. Là ủa mà máy farm vàng giờ mình còn thiếu máy farm vàng nữa thôi. Ôi nhưng mà em biết á là có người đã có máy farm vàng rồi nhưng mà em không biết tàu đỏ đâu, có nghĩa là em bây giờ phải cần đi tìm hiểu thêm nữa. Đi thì thôi. Không lẽ mình đi qua Nether là một chuyến thôi. Đúng rồi, chứ lại em biết em có gọi là nói chuyện với ông anh NQH ấy, ông anh đó có máy farm ngọc lục bảo rồi. Là bây giờ mình chỉ cần phát hiện ra máy farm vàng thôi là mình tất cả nguồn lực đều đầy đủ hết luôn á. Wow, hôm nay thì em sẽ làm thêm nhiều giáp nè. Vậy bây giờ mình làm gì? Wow, nhiều vậy hả? Hả? Dùng hết cái wow. Hả? Sao này nó hên hơn người ta? Hả? Thề luôn, trong SMB này em xui quả trưởng á. Yeah, 12. 12 ngon, 12 ngon. Cất cho luôn. Cái gì đấy? Hả? Ai mở vậy? Cái dây nó mở. Vậy bây giờ hiện tại chưa có Ken nữa. Trời ơi. Mà cái này em cũng bàn với Ken trước rồi. Bây giờ mình cứ bàn 6 thành viên còn lại trước đi. Okay. Sắp tới thì chúng ta sẽ đi săn vệt đất để lấy cái trứng rồng. Sau khi lấy trứng rồng xong ấy, chúng ta sẽ đi qua bên Bích Sắc để mà nói chuyện trực tiếp với Bích Sắc. Là chúng ta sẽ nói với Bích Sắc là chúng ta sẽ kiểu về đắt lấy trứng rồng rồi, bây giờ Bích Sắc mà lộ hay là mình bị lộ á thì có nghĩa là hai bên đều ngỗng đó mọi người. Cho nên là chúng ta sẽ hợp tác hai bên. Sau này mà mấy bên khác biết mình giữ trứng rồng á sẽ băm mình thôi. Cho nên là mình sẽ hợp tác với bên Bích Sắc băm 4 bên còn lại. Rồi ok, việc đắt kìa, vào game rồi kìa, mình đi tìm đi. Đi tìm. Mọi người hãy nhắn lên. Vậy mọi người phân ra đi tìm đi. Nhưng mà anh hết xăng rồi, cho ít xăng. Lắc quá ta. Alo mẹ hả? Đây. Xăng nè. Rồi ok. Trời ơi nó ốp nữa rồi. Hiện tại thì tôi đang chờ việc đắt on mà đi săn. Việc đắt on xong rồi lại ọp cho nên là tôi cũng không đi săn được. Nên thôi thì tôi quyết định là tôi sẽ đi chế tạo những cái bộ giáp Netherite luôn các bạn ơi. Hiện tại thì như các bạn thấy tôi cũng đã có đủ hết nguyên liệu rồi. Từ kim cương cho tới gọi là các trang bị thì có đầy đủ rồi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ đi vô cánh cổng Nether các bạn ơi. Sẵn tiện tôi sẽ lấy thêm mấy cái gọi là đá gọi là Nethercrack á, để tôi có thể làm mấy cái nhân bản ra. Sau đó thì tôi qua kia tôi sẽ làm mấy cái bộ giáp trong hai rương Sunker. Hiện tại tôi đang có dương hai rương. Ok, tiến vào trong đây. Nói chung thì mọi thứ nguyên liệu sẵn rồi, bây giờ tôi chỉ việc đi chế tạo thôi. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Mới bây giờ chúng ta sẽ đi đường nào ta quên rồi. Đây. Đi đường này sẽ qua được cánh cổng đây. Thuộc đường rồi. Không thể vấn đành. Đó, bao nhiêu đây chắc đủ rồi đấy. Không biết là cần thêm không? 49. Trời ơi, sao số 49 vậy, xui lắm. Đây, 64. Phải thế này chứ. Sau đó thì bay qua chỗ này. Sau đó thì chui vô cánh cổng ở đây. À. Ờ tôi có điểm 6 luôn này. Và tôi sẽ chui vô ở đây. Ngon. Và sau đó tôi sẽ bay qua cái máy farm. Ok, tôi đã tới nơi rồi.
Bay đáp cánh an toàn, đáp cánh an toàn. Ui, ở đây không có ai hết trơn. Ngon. Mà tại sao ở đây tối vậy? Đặt cái này cho nó sáng lên cái được không? Và bây giờ tôi có thể là yên tâm farm rồi đấy. Thì cái đường sun cơ này tôi để mấy cái này là crack đi. Các này chắc tôi sẽ vứt hết. Ơi, hy vọng là không vứt nhầm mấy món đồ xịn nhá. Thề, vậy chứ ở dưới đây là không đồ được với lại đi end các bạn ơi. Ok, bây giờ là thời khắc tôi sẽ chế tạo những bộ giáp kim cương. Rồi sau đó nâng lên thành Netherite luôn. Thì mấy cái mẫu rèn này bây giờ tôi cần nhân bản nó ra trước. Thì để nhân bản nó thì chúng ta sẽ cần khá nhiều kim cương. Và mấy cái này, không biết là tôi có nhầm công thức hay không nhưng mà chính xác rồi đó. 24 48. Thôi cứ làm hết đống kim cương này đi. Chúng ta được 61. Có nghĩa là được 61 trang bị. Cũng nhiều đúng không? Rồi tôi cứ để một cái ở đây đi. Trước tiên tôi sẽ lấy một stack này ra trước để mà dùng. Cơ bụng hơi tốn nhưng mà không sao các bạn ơi. Có công mày sắt thì có ngày tháng năm thôi. Đó đã được hơi nhiều nè. Ok, trước tiên thì hai cái rương sun cơ này tôi nghĩ là tôi sẽ để một rương là nói chung là một nửa đó, đơn giản vậy thôi. Tôi còn thêm một cái rương màu đỏ trống ở đây nữa. Là tôi có hai cái rương. Thì hai rương trống, một rương sẽ là một nửa mũ, một nửa giáp, một nửa quần, một nửa ủng. Tình hình là tôi đã farm xương xương được 61 level và tôi đã đây. Tôi đã quyết định luôn là tôi sẽ làm nhiều trang bị. Mà công nhận chế tạo ra nó cũng không tốn nhiều kim cương lắm, vẫn còn khá khá này. Đây, tôi sẽ làm khoảng bao nhiêu đây trang bị ở giữa đó để ngăn cách với lại cho nó đều. Đó, thì tổng cộng là sẽ là 16 bộ giáp. 63 64. Rồi, 65 thì một cái tôi sẽ để dành để còn nâng cấp thêm. Không được rồi các bạn ơi, tôi bị OCD. Tôi không thể nào vậy được chút xíu tôi sẽ bay lại tôi làm tiếp. Bây giờ tôi phải đi lấy thêm một phôi nữa đi đun mấy cái số lượng này. Đậu xanh bị OCD khó chịu thật sự. Chúng ta đã về đảo chính rồi. Ê, đảo chính. Hai nghĩa luôn. Ôi, bây giờ tôi mà vô tôi ở thị trấn Hòa Bình á. Trời ơi, tôi có điểm xấu. Đậu xanh sao mà báo gì vậy Kret ơi. Báo nhà chưa đủ còn đi qua báo người ta nữa, thiệt tình luôn á. Chắc chút xíu phải quay lại đánh cái đây để bảo vệ người ta các bạn ơi. Thôi, ngủ đây đi, lần sau có mặt ở đó là bị lẫm liền á. Có ai không ta? Đúng rồi, mày bị phát rồi. Có chuyện gì vậy? Mấy chủ tôi về. Có chuyện gì vậy các vị? Đây, mày chủ tôi đã về rồi. Chào. Cái gì đây? Chào. Nhức đầu quá. Chào. Xong. Như vậy là xong. Mói đi, chào ông mới đi. Nó. Xin chào. Hết chưa? Đậu phộng. Nhức cái đầu quá trưởng. Để tôi nói này, tôi là người bày trò, để tôi nói này. Ông là ban chủ Sakura phải không? Đúng vậy thưa Mộc Nhãn à. Hồi nãy là tôi qua đây tôi cũng tính là giao lưu võ thuật với lại ban chủ. Nhưng mà ban chủ không có nhà nên là tôi cũng giao lưu võ thuật với lại vị huynh đài này rồi. À, thì trước là sao quen. Đấy, không đấm nhau thì không là bạn thân. Thì tụi tôi đấm nhau xong thì bây giờ tụi tôi cũng thành bạn thân rồi. Wow, Blackpink với lại ai đây? Ca sĩ gì quên tên rồi, thôi nói chung là đẹp đôi đấy. Tin kinh doi rồi đó. Yeah. Tụi tôi vừa mới đấm nhau xong thì cũng giao lưu võ thuật cũng tay mấy tay chân rồi. Nhưng mà bây giờ cũng khá mệt rồi, định là cũng gặp ban chủ solo ấy. Nhưng mà giờ tôi cũng mệt rồi, đấm nhau xong mệt quá rồi. Tôi nghĩ chắc là tôi về, còn ban tôi chỉ hiểu lầm đi thôi. Về. Đi về. Không về. Đi về. Giờ gậy ông đập lưng ông Tám rồi. Không sao. Biện pháp chúng ta tắt mít. Đậu phộng thiệt. Ở cho tôi mấy cục than, tôi chuẩn bị tôi đi nung coi. Tôi phải rời bỏ căn nhà của tôi thôi, tôi nhức đầu quá. Cũng do tôi mà ra. Bây giờ tôi phải đi vô cánh cổng Nether. Hello Nether ơi, tôi vô đây. Hello Diana, tớ vào nè. Nói chung thì cái việc chế tạo nó không khó đâu các bạn ơi. Bộ giáp dễ lắm. Nhưng mà cái việc mà chúng ta phù phép ấy, tôi nghĩ nó sẽ tốn khá nhiều thời gian. Cho nên là hôm nay tôi phù phép được bao nhiêu tôi sẽ cố nhé.
Đầu tiên tôi sẽ làm cái mũ trước nhá. Ở đây tôi lấy được bao nhiêu đây? Ờ, lấy một lần lấy hết luôn đi. Ok, và bỏ pho vô. Bóp, bóp, bóp. Nói chung thì vì mọi người, vì tổ quốc, chúng ta phải làm nhiều bộ giáp như thế này. Ok chưa? Ngon. Bây giờ tôi sẽ bỏ nó vô. Đó. Càng nhiều thì càng tốt. Tiếp tục là tới cái phần áo kim cương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ủa? Ủa? Tôi có thật sự là đếm chuẩn không nhỉ? Để tôi đếm lại cái đó. 4 x 3 thì là 12. Vậy mà tôi tưởng 4 x 3 là 16. Tôi tính sai số lượng rồi. Trời ơi, 12 chứ không phải 16. Vậy mà từ đầu tính sai, làm mất công đi lấy tùm lum. Xin lỗi bà con vì cái sự hồ đồ của tôi. Vậy tính ra tôi còn dư nhiều phôi phết ấy. Ok, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn phải làm thêm. Tại vì mỗi người là 3 bộ đi. Thì vương triều tôi là khoảng 6 người, 7 người. 7 mà nhân cho 3 thì là khoảng 21 bộ. Ok, 21 bộ thì nó cũng không gọi là ít lắm nhờ. Ở đó không nhiều lắm. Hiện tại là đang có 12 rồi, chúng ta sẽ cần khoảng thêm một lần này nữa thôi là được, được. Ngon. Và tôi nghĩ là cái phần còn lại của tôi, đó chính là phù phép SML. Và đang có một ít level này. Chúng ta sẽ thử phù phép một ít trước nhé. Ok, vừa khui hàng được một cái mũ 3x4 đây. Ngon. Mũ này thì tôi chỉ reset nó thôi. Chậm hỏng không cần, chậm hỏng cũng không. Ok, lại tiếp tục là bảo vệ 4. Nói chung xương xương nãy giờ đó là tôi được bên đây là nhiều. Đây, đây là tất cả những dòng full bảo vệ 4. Có điều nó sẽ không có đều như nhau. Để đều ấy, thì tôi phải tách và dùng nhiều sách nữa. Nói chung tôi phải cần đầu tư khá là nhiều thời gian thêm. Rồi chúng ta sẽ cất hết mấy cái trang bị ở đây. Quần thì có một cái thôi. Ok, cất số lượng ổn. Ổn thì chưa có cái nào. Mũ thì tới 4 cái lận. Áo thì có 2 cái. Ok. Ok, bây giờ thì có thể gọi là farm kinh nghiệm tiếp. Mà hiện tại thì tôi không có thời gian. Tôi chuẩn bị off rồi. Bây giờ tôi phải cần về gặp mọi người, có một chút chuyện cần nói nữa. Năm học mới đã tới, chợt nghe làm phơi phới nè. Trường mới, bạn mới, tất cả đều mới nè. Có chậm, có chậm. Em nghĩ là tụi mình nên băm được đó. Băm đi, băm, băm. Băm thôi. Ủa sao để lắc vậy? Khả năng cao là ở đây có nhiều dân làng lắm nhờ. Băm. Băm, băm, băm. Lút, 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 đi về, 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 lắc quá, lắc quá, lắc quá, đi về, đi về, lắc quá, đi về, đi về, đi về. Cái gì đây? Cái tầng hầm lắc bên của tôi. Có chuyện gì xảy ra chứ cái tầng hầm lắc bên gì? What? What the hell? Trời ơi, cái bẫy của anh DN. Ủa sắp tới sẽ là một cái bẫy xịn đấy, chúng ta cứ hóng chờ xem. Bẫy đi đâu rồi ta? Bẫy này bao giờ hoạt động? Không biết đâu, cái bẫy này hình như là nó cũng ngang với bẫy sói á. Hello. Ôi nè. Chỗ này giả mang cho anh đây nè. Chỗ gì? Bỏ anh giả mang. Giả mang. Nãy giờ là em có được hai đương giáp rồi, là khoảng 12 bộ. Và bây giờ em sẽ cày khoảng 21 bộ cho 7 người, mỗi người 3 bộ là ok. Hợp lý không? Quá hợp lý. Nói trước là bạn này là bạn nổi nha. Đưa đây. Cần bao nhiêu vàng nói luôn. Càng nhiều càng tốt, đại sư huynh à. Càng nhiều càng ít hả? Càng nhiều càng tốt. What the fuck? Trời. Trời, hai stack khói. Đội xanh giàu vậy, mọi người giàu chứ. Mọi người có máy farm đúng không? Không. Anh không. Vừa đi Bastion. Mình có máy farm mà giấu red. Còn mười mấy cái nether drive. Dạo, ủa gì? Mười mấy hả? Chị em xin hết luôn. Em làm giáp cho chúng ta mà. Em làm giáp cho tụi mình mà. Yeah. Đại sư huynh. Đại sư huynh giàu điên. Ngon trời. Vậy có thể được thêm một mớ giáp nữa rồi các bạn ơi. Ngon ngon ngon. Wow. Rồi để đi lên. Trước mắt sẽ là bao nhiêu đây? Bên này nãy rồi. Không, cái dây lại cái đường này nè. Cái what the fuck? Oh my god. Thôi lấy hai sách ăn. Ờ, lấy 3 4 sách đi ăn, 3 sách đi, ăn đỡ. Ăn tới già luôn anh ơi. Thịt gà no rồi. Đây. Rồi thôi, cứ lấy nhiều đi, lấy nhiều ăn nhiều đi. Trời ơi trời. Trời. What? Nô lê. Da trắng. Anh tôi. Đậu xanh.
Bảo sao anh có nguyên rương kinh nghiệm luôn. Cày đồ ác quá trưởng. Còn gì nữa hả? Thử cái này phải không? Thử con cáo cắn đúng không? Đánh thử nó cắn em không? Nhưng mà rồi. Nghe tiếng gì đó. Rồi. Đấy cầm rìu tao ra. Quả trưởng có cắn. Ê. Nó cầm rìu rồi. Ủa nó nuốt rìu vô bụng. Anh đưa rìu. Đánh ông này nè. Nó cầm cái rìu sắc bén 5 rồi các bạn à. Người 6 nè, người 6. Em đánh. Rồi con này. Ủa con này. Ủa. Thằng này không đánh. Sao thằng cầm rìu lại không đánh vậy? Ủa. Rồi đây em chở ra đây, Rồi đang đánh anh không cầm rìu được. Đậu xanh. Ấy. Ấy. Đau vậy? Đau vậy? Ủa. 2-3 tim một lần á. A few minutes later. Ken ơi lại đây. Có chuyện cần nói nè. Ken ơi. Hợp. Chuyện quan trọng. Cùng hợp luôn nữa đêm. Vô hợp gì mọi người. Vô hợp đồng đi. Mọi người có bàn đèn không? Bạn đèn. Có. Sao? Hiện tại á, bây giờ á, mọi người có thấy cái đồng phục của mình nó không được đẹp không? Đúng rồi, nó xấu quái trưởng. Nó y như cái màu enchant vậy. Mà nó lại sai cái tên cái này màu tím mà. Mà bây giờ á, chúng ta là làm gì? Là Blackpink. Skin chúng ta là màu hồng rồi. Mà quên, skin em mới chỉnh nó làm thumbnail rồi. Ý là skin chúng ta là màu hồng. Skin này màu hồng nè. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta thiếu màu đen. Cho nên bây giờ mà để chơi sợp nhất server á, em sẽ cho chúng ta làm mẫu đèn Silent. Nhưng mà ép Netherite vô. Sang quá vậy. Suy nghĩ kỹ chưa vậy? Em có tỉnh táo em không? Em suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ mọi người có đá cội bản sau không? Cho em xin đá cội bản sau đi. Bây giờ Ken đang còn đây, bây giờ Ken sẽ nhân cho mọi người bản sau ở dưới chân em luôn á, Craig ơi. Ở đây này, dưới đây nhiều lắm nè. Đúng, đá cụ bản sau. Về Red sẽ làm cung để dương gái, Red cũng đã kiếm 11 luôn. 7 nè, 9 nè. Thôi bộ đồ màu hồng của đây nè. 10 nè, 11 nè. Ok, Red cũng có 11 rồi bây giờ. Sao bây anh giờ làm cái tay cho em màu hồng luôn? Bon ơi, em chia cho anh 4 cái nè. Ok. 2, 3, 4. Cái tay gì đây nè? Cái bao bây tay giờ này. Anh Dino. Đây nè, cái vòng tay của em á. Đây, anh Dino em về em chia cho anh Dino nha. Chia cho anh nè, 4 cái đi. 1 2 3 4. Đó anh Dino. Ngon. Rồi là Ken với Red phát cho xem mọi người ra hai cái nha. Hai cái. Ok. Rồi bây giờ chúng ta làm giáp đi nào mọi người ơi. Ủa quên rồi. Netherite đâu Red? Đây xếp hàng. Xếp hàng đầy đủ nha. Ken nè, 1. Lùi chút. 4. Ok. Rồi, kênh nhạc được rồi. 1, 2, 3, 4. Ui, ngon. 1, 2, 4, 3. Hả? Sao có 3 hả? Ủa? Vô. Sao có 3 vậy? Ai nhạc vậy mọi người? Có 3 cái thôi. Đưa thẻ anh cái nữa đi. Ủa, có 3 cái thôi hả? Để em lấy thêm, cái em đếm tới 3 cho mấy. Gương mặt đẹp biệt với thầy, gương mặt đẹp biệt với thầy. 3, 4. Tỉnh táo. Từ từ tới Red làm, Red chưa làm. Ghét làm đi ghét, cái đầu ghét nè. Thôi tốn kém quá hả? Cái nào đẹp nhất? Complementary thì sao ta? Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Đi ra mọi người, đi ra đây có ánh sáng đi. Phơi nắng. Từ đếm xíu lát quá. Đẹp quá mọi người. Đúng nghĩa Blackpink luôn. Skin màu hồng rồi gọi là giáp màu đen là Blackpink rồi đó mọi người ơi.